Ping pong. Subscribe. Huh? Ông già Noel đã nghe được điều ước của mình. Này các bạn, xem mình có gì nè. Mình háo hức quá đi. Sau bao ngày dài trông ngóng, cuối cùng Giáng sinh cũng tới. Mình yêu Giáng sinh, ước gì ngày nào cũng là Giáng sinh. Đúng rồi, vậy thì sẽ tuyệt vời lắm. Chỉ có một ngày Giáng sinh thì quá ngắn ngủi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Quà tặng ở khắp nơi nơi, quà tặng ở khắp nơi nơi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Tối đó, cá mập con đã viết một lá thư gửi cho cô tiên Giáng sinh. Gửi cô tiên Giáng sinh, con ước sao ngày nào cũng là ngày Giáng sinh. Con xin cô đó. Hả? Hôm qua là Giáng sinh rồi mà. Sao các bạn vẫn còn hát bài hát Giáng sinh nhỉ? Bạn nói gì vậy cá mập con? Bạn không biết về đây ngày nào cũng là Giáng sinh sao? Nhìn đây nè. Trong mọi người thật hào hứng, ai ai cũng có quà Giáng sinh cầm trên tay. Cô tiên Giáng sinh thật sự đã nghe được điều ước của mình. Yahoo! Mỗi ngày các bạn nhỏ đều nhận được quà và ăn kẹo suốt cả ngày. Cuối cùng thì ngày nào cũng là Giáng sinh. Mặt khác thì cả mập con và bạn bè bắt đầu mệt mỏi vì ngày nào cũng vui đùa Giáng sinh. Tối hôm đó, cô tiên Giáng sinh lại ghé thăm cá mập con. Cá mập con thân yêu ơi. Wow, cô tiên Giáng sinh. Con có thích chuỗi ngày Giáng sinh bất tận này không? Không, con không muốn kẹo hay quà nữa đâu. Con chỉ muốn Giáng sinh kết thúc ngay thôi ạ. Xin cô đó. Có vẻ như cá mập con đã rút ra được bài học cho mình sau câu chuyện này rồi. Sáng hôm sau, khi cá mập con thức dậy, chuỗi ngày Giáng sinh đã kết thúc. Hai ngô, Giáng sinh đã kết thúc rồi. Này, hôm nay là ngày mấy vậy? Là ngày 26 tháng 12. Vậy là đã qua ngày Giáng sinh rồi, phải không? Hay, hôm qua mới là Giáng sinh cá mập con à. Yeah, Giáng sinh kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cá mập con vui cười khi nhìn lại tất cả chuyện đã qua. Cá mập con nhận ra rằng chỉ một ngày Giáng sinh là quá đủ. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.